Chí Thuận rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Làm Đẹp. Thưa quý vị, sở hữu vòng một như ý là ao ước của rất nhiều chị em phụ nữ. Thế nhưng không phải ai cũng có được điều này. Và chính vì thế cũng là lý do vì sao mà rất nhiều chị em phụ nữ lựa chọn phương pháp nâng ngực để cải thiện vòng một như ý. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chuyên sâu về phương pháp nâng ngực. Thì xin giới thiệu với tất cả quý vị đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay, bác sĩ Đỗ Quang Khải, giám đốc chuyên môn tại trung tâm thẩm mỹ Lam Beauty Center, Á hậu Hoàng Hạnh. Xin chào bác sĩ. Vâng, xin chào bác sĩ Khải, với là xin chào anh Chí Thuận. Thì nhân đây thì em cũng có câu hỏi muốn hỏi bác sĩ là bây giờ hiện tại phương pháp nâng tuyến ngực thì là có cần phải đi khám sai hay là cái chất liệu ở trong cái túi ngực đấy là có những thành phần gì, loại gì ạ? Hiện nay trên thị trường túi ngực thì có hai loại. Thường là túi chất liệu bên trong là túi nước biển, là ngoài ra còn có gọi là túi gel silicone. Thì hai gọi loại này đều cái vỏ ngoài đều là silicone hết. Thì silicone là một cái chất nó cũng tương đối nó thích hợp với cơ thể người. Thưa bác sĩ, với việc nâng ngực thì có nguy hại gì đến sức khỏe của chị em phụ nữ hay không? Và nhất là đối với phụ nữ khi sinh thì có ảnh hưởng đến tuyến sữa không bác sĩ? Ví dụ như ảnh hưởng tới tuyến sữa hay không thì tùy theo cái đường mổ. Ví dụ như đường mổ đường nách là đường nếp dưới vú thì nó không đi qua tuyến sữa thì nó sẽ không ảnh hưởng tới tuyến sữa. Còn ví dụ như đi đường quần thì nó cũng ảnh hưởng rất ít. Và thứ hai là nó có nguy hiểm hay không thì trước khi mà bạn làm thì bạn phải được khám sức khỏe hết, có tình trạng sức khỏe của bạn có đảm bảo là thực hiện cuộc phẫu thuật hay không. Dạ, nếu như mọi người nghĩ rằng là ngồi máy bay bị nổ túi ngực là nghĩ sai đúng không? Ví dụ giống như là Á hậu Hoàng Hạnh của chúng ta nè, Hạnh thấy sao? Đúng, đã đặt túi ngực được 2 năm rồi. Thì trong 2 năm qua thì Hoàng Hạnh đi máy bay hay là mọi hoạt động sinh hoạt bình thường, hay là show diễn lúc mà đi diễn show hay mọi thứ, Hạnh cảm thấy rất là bình thường. Thế thì không biết là sau khi phẫu thuật thì Hạnh có gặp phải những vấn đề gì và mình có cái chế độ như thế nào để mà hồi phục sau khi phẫu thuật? Trong vòng 2 năm qua thì Hoàng Hạnh thì cũng có một cái lỗi là đặt túi ngực, nhưng mà không biết lý do vì sao mà hình như nó cũng bị lộ một chút vấn đề về cái túi ngực. Đối với phụ nữ thì cho dù có đặt túi hay không đặt túi thì cũng nên đi kiểm tra ngực vào sau từ 6 tháng đến 1 năm. Còn cái chuyện thứ hai là có nó bị lộ túi hay gấp túi thì nó thông thường nó sẽ liên quan tới cái da và cái cơ thành ngực nó hơi mỏng, thì nó là tình trạng lộ vật liệu. Hay là tùy theo nguyên nhân, ví dụ như co thắt bao sơ túi ngực, tức là khi mình đặt cái túi vô thì nó sẽ cái cơ thể nó sẽ tạo phản ứng với cái bao đó, nó tạo ra một cái bao để nó cô lập cái túi. Thì tùy theo cái tình trạng cái bao nó dày hay không mà nó gây ra hiện tượng co thắt bao, thì nếu mà nó biến dạng cái túi đó, thì mới bắt buộc phải lấy ra mình làm lại hay là tháo bỏ túi. Nhưng mà ví dụ như nếu mà nó bình thường hết, ngực nó mềm mại thì không cần phải lấy ra. Thì đối với những cái chị em mà muốn nâng ngực thì thứ nhất là nên tham khảo về, thứ nhất là nơi mình làm, hai bác sĩ làm cho mình, và thứ ba là cái túi, và thứ tư là cái đường vào, nên được tư vấn kỹ càng trước. Bác sĩ có thể chia sẻ những dấu hiệu để mà mình nhận biết là bị biến chứng đó bác sĩ, để cái chị phụ nữ có thể phòng ngừa. Đối với khách hàng mà đã đặt nâng ngực rồi thì thông thường nó sẽ chia làm hai cái biến chứng. Thứ nhất là biến chứng sớm, và biến chứng thứ hai là biến chứng muộn xảy ra về sau. Người ta ví dụ như mới vừa làm xong mà thấy dấu hiệu mà nó căng cứng, nó chảy máu hay gì đó thì phải báo liền. Còn đối với những chị phụ nữ đã đặt túi rồi, sau 3-6 tháng trở về sau lâu hơn thì nên đi kiểm tra cái siêu âm, hoặc là siêu âm tuyến vú để xem thử ngoài cái chuyện mà liên quan tới túi ngực nó còn liên quan tới ung thư vú này nọ. Thì nên kiểm tra cái đó, nó cũng đơn giản. Và sợ nhất là nó có thắt bao sơ thôi. Cái biến chứng đó là thông thường thì nó sẽ làm biến dạng túi, là co thắt túi, gây đau. Dạ. Thưa bác sĩ, ví dụ mà trong lúc mà chờ đến kiểm tra mà nó kiểu như nó làm mình khó chịu quá thì mình có cái cách nào để mà mình kiểu như sơ cứu? Thực sự thì những cái biến chứng đó thì nó cũng không có đến nỗi mà phải nguy hiểm tới tính mạng lắm, nên là cũng không cần phải sơ cứu gì gấp gáp. Nói chung là bạn tốt nhất là mình nên đi đến rồi đi kiểm tra cho là kỹ để biết cái nguyên nhân là cái gì, nó xử trí. Thưa bác sĩ, thì đối với trường hợp đặt tuyến ngực bị hỏng thì bác sĩ có xử lý được không ạ? Đúng là tùy theo những trường hợp.
Tùy theo những cái vấn đề của khách hàng gặp phải mà mình có hướng mình xử lý, mình giải quyết. Ví dụ như có thắt bao sơ thì mà mọi có thể tháo túi là cắt bao sơ bỏ đi. Em có nghe nói thì ngoài việc tiêm filler thì những nơi không uy tín là lại tiêm silicone vào ngực, thì sau đấy có để lại những biến chứng, thì bác sĩ có cách xử lý nào dành cho những trường hợp như vậy không ạ? Thực sự thì đối với bạn mà khi mà tiêm filler á, thì bị tiêm silicone á, nó gây ra cái biến chứng thì hậu quả nó cũng khá rất là nặng nề, thì nó gây đối với nơi không uy tín thì nó sẽ làm nhiễm trùng, biến áp xe ngực, thì những cái đó là phải bắt buộc phải xử lý cấp cứu, phải điều trị khẩn cấp vì nó có thể ảnh hưởng tới tính mạng, nên chọn những nơi uy tín và những nơi có được phép làm. Chứ còn nếu mà khi mà đã tiêm silicone hoặc tiêm bất cứ cái chất gì vào vào cơ thể mình á thì nó rất là nguy hiểm. Tuy em đặt ngược rồi nhưng mà em về kiến thức về thẩm mỹ thì em cũng chưa có nhiều, thì nay được ngồi với bác sĩ thì bác sĩ chia sẻ em cảm thấy rất là bổ ích. Em cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Xin cảm ơn những chia sẻ của Á Hậu Hoàng Hạnh. Mặc dù là rất bận rộn nhưng mà bạn vẫn dành thời gian đến tham gia chương trình ngày hôm nay, và đặc biệt là cảm ơn bác sĩ cũng đã có những lời tư vấn rất là chi tiết và cụ thể. Xin cảm ơn rất nhiều. Để được tư vấn làm đẹp, quý vị có thể đến trực tiếp Trung tâm Thẩm mỹ Glam Beauty Center, số 126 đường Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc có thể liên hệ đường dây nóng 0923 999 229 hoặc số điện thoại 0902 648 232. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và bây giờ Trí Thuận xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục tiếp theo.